Lưu ý trước khi xem chuyện, đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh. Mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. À, một tiếng hét thảm trên ngực Cát Hùng xuất hiện vết thương giống như lưỡi dao sắc bén cắt, máu phun ra. Thân thể Cát Hùng cũng thoát lực trong nháy mắt, chậm rãi quỳ ngã xuống, ngã xuống đất như không có xương, máu đỏ tươi tiếp tục tràn ra thành vũng máu. Vài tên pháp sư dưới luật cách đó không xa đang đỡ mục bình dĩnh bị trọng thương, mục bình dĩnh kiên trì không rời đi, nhẫn nhịn chịu đau muốn thấy mục ninh tuyết có kết cục như mình nhưng cảnh tượng muốn nhìn lại không xảy ra cát hùng thất bại cát hùng là chủ nhân của giới luật đường được cho là cường giả đứng đầu trong mục thị thế tộc vậy mà cũng không phải là đối thủ của mục ninh tuyết mục ninh tuyết không để ý tới cát hùng tiếp tục đi về phía trước phía trước là lâm viên lưng núi được tu sửa rất tinh xảo cổ trúc bốn mùa đều xanh tươi khắp núi đồi cành cây lá cây đều là màu xanh lại có thêm tuyết phủ lên làm cho mảnh rừng trúc này càng nên thơ ý họa đi qua rừng trúc này là có thể thấy được lầu mục thị thế tộc là thế tộc cường thịnh nhất đế đô không biết lắng đọng qua bao nhiêu đời lâu chính của bọn họ có thể so được với cung điện cổ đại tường rào cao phiến đá màu xanh ngói đỉnh lộ ra màu vàng một sơn tuyển trong suốt chảy xuôi toàn bộ con đường dẫn tới lầu chính nằm ở ngay con suối này đi lên con đường này có thể thấy được bầy cá đang nô đùa lúc này mục ninh tuyết đang đi trên con đường này rừng trúc điệp kia có thể che kín bầu trời đang không ngừng đung đưa theo gió giống như sóng lớn màu xanh ở trên đỉnh đầu 40, 50 mươi mét càng lúc càng nhiều pháp sư dưới luật vây xung quanh mục ninh tuyết đáng tiếc là chủ nhân giới luật đường cát hùng vừa bị đánh bại ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự các đệ tử giới luật đường không dám manh động chỉ có thể bu lại như đám quạ đen lập tức trên lầu chính xanh vàng rực rỡ mục ninh tuyết thấy một người mặc áo không cổ màu đỏ tím đứng trước mặt mình các pháp sư giới luật không dám chắn đường mục ninh tuyết đi bọn họ đi sau lưng bên cạnh bởi vì bất kỳ ai quấy nhiễu mục ninh tuyết thì đều bị đánh cho trọng thương người kia rõ ràng là cao thủ được mục thị phái tới đối phó mục ninh tuyết nhìn qua vô cùng trẻ tuổi trên khuôn mặt tuấn giật mang theo nụ cười nhạt tự tin mặc dù nhìn thấy mục ninh tuyết mang theo vài phần sắc khí nhưng biểu hiện của hắn bất biến ghê thật có thể đánh bại cát hùng trong thời gian ngắn những năm nay quả thật giới luật đường không có khởi sắc đại khái cũng bởi vì có tồn tại rác rưởi như cát hùng nên đổi mới từ trên xuống dưới một lượt rồi người mặc áo đỏ tím không cổ nói những lời này tựa hồ như là hắn nói với các pháp sư giới luật mục ninh tuyết kỳ thực cô vẫn luôn xuất sắc giả như không có làm ra những chuyện sỉ nhục mục thị chúng ta tin tưởng cô có thể trở thành người kế tiếp như tôi người này bình tĩnh nói cô cũng không cần mang oán niệm với mục thị ở trong lòng mục thị thế tộc có thể đứng địa vị cao nhất sau nhiều năm cũng là bởi vì cam lòng tập trung tài nguyên cùng tâm huyết vào mỗi con cháu có tiền cảnh cũng có can đảm khi thế tộc bị một ít bên ngoài uy hiếp quả đoán phải vứt bỏ thì nên vứt bỏ người này vẫn tiếp tục nói với mục ninh tuyết hầu trạch mục ninh tuyết nhận ra người này mục thị trải rộng ở mỗi thành thị quốc gia mỗi bốn năm sẽ có một đám người phụ trách bồi dưỡng con cháu trong tộc đến từng nơi để sàng lọc người được chọn sẽ được đưa tới núi mục bàng để cạnh tranh với hàng ngàn con cháu mục thị khác hầu trạch được cho là sư huynh của nhóm người mục ninh tuyết mục bình dĩnh mỗi khi cần một tấm gương học tập thì nhất định hầu trạch sẽ có ngay trên mép các đạo sư mục thị lúc trước mục ninh tuyết tài nghệ trấn áp quần hùng đều bị ví von là hầu trạch phiên bản nữ của nhóm con cháu mục thị hầu trạch cũng không phải con cháu đích tôn trong mục thị là từ trong trời nam biển bắc bộc lộ ra thực lực tài năng của mình cuối cùng đỉnh cao trong nhóm con cháu mục thị chỉ có điều hầu trạch may mắn hơn mục ninh tuyết không chỉ không bị mục thị ngăn trở trực tiếp vứt bỏ càng nhiều lần lập công trở thành nhân vật đứng trên đỉnh của mục thị bây giờ hầu trạch tiến vào tộc hội là một thành viên trọng yếu trong hội nghị nội bộ của mục thị thế tộc khổng lồ thậm chí địa vị đã rất gần loại nhân vật thủ lĩnh như mục thanh loan nơi không chút nào khuếch đại là hầu trạch chính là mục ninh tuyết của bốn năm trước nghiền ép cùng thế hệ một đường hát vàng hưởng thụ sùng ái cùng tài nguyên của mục thị nhất dù cho rất nhiều thiên tài bước vào siêu giai cùng kỳ nhưng các pháp sư siêu giai đó vẫn không cách nào đấu lại được hầu trạch chuyện của cô thì tôi vẫn đang chăm chú kỳ thực tôi cũng bội phục dũng khí của cô nếu là người ngoài nói ra muốn đối kháng lại mục thị thế tộc thì còn có thể là nói phép không biết ngượng mồm dù sao bọn họ không biết mục thị thế tộc khổng lồ như nào nắm giữ quyền thế ra sao hầu trạch nói tiếp ở mục thị hầu trạch đã lĩnh hội qua dù cho hầu trạch làm sao bỏ xa hơn người cùng thời cuối cùng bu ốc vào tộc hội mục thị thế tộc nhưng khi bước vào tộc hội hắn như mới bước vào quyền thế sơn môn của núi mục bảng có nhiều thành viên mục thị mạnh hơn hắn vẫn có đỉnh vị giả điều khiển vận mệnh của hắn mục ninh tuyết là đang lấy trứng trọi đá mặc dù là tôi nhưng khi đối mặt một số lãnh đạo trong nội tộc mục thị đều phải khúm núm vậy mục ninh tuyết cô dựa vào cái gì mà dám đại náo núi mục bàng liên tiếp đả thương hai thành viên quan trọng của mục thị cô cảm thấy nếu thất bại đơn giản là biến thành phế nhân không có ma pháp như vậy sao vậy thì cô quá khinh thường mục thị rồi ngữ khí hầu trạch rõ ràng thay đổi hầu trạch với mục ninh tuyết trong quá khứ cũng là sư huynh sư muội lúc trước hầu trạch vừa ý tuyệt sắc cùng tiềm lực của mục ninh tuyết quả thực là có ý tiếp cận cùng chỉ điểm còn mục ninh tuyết thì tâm tình lạnh nhạt trong mắt chỉ có tu luyện hầu trạch lại không phải người có kiên nhẫn đối với hắn mỹ nữ tuyệt sắc trên thế gian cũng không phải là có mỗi mục ninh tuyết không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian vào băng sơn mỹ nhân vì thế hai người miễn cưỡng coi như là người quen nhưng khi trong hội nghị nội tộc quyết định hủy bỏ tu vi của mục ninh tuyết hầu trạch lại không có ý kiến phản đối lúc đó hắn có ít quyền để phản đối ít nhất để giới luật đường sau khi kết thúc học phủ chi tranh thì mới chấp hành nhưng hầu trạch lại không làm như vậy hầu trạch cũng không biết nguyên nhân hay là hy vọng sau khi mục ninh tuyết biến thành một người bình thường không có ngạo khí thì ra tay tốt hơn hoặc là có chút bận tâm qua thêm vài năm thì ma pháp sư bằng hệ siêu thiên phú trời sinh linh thể có được tài nguyên khổng lồ của mục thị sẽ uy hiếp tới mình vừa tới mục thị tôi đã lấy anh làm gương kỳ vọng sẽ có một ngày sẽ sánh vai cùng anh mục ninh tuyết nói với hầu trạch còn hiện tại anh chẳng là cái thá gì tôi chẳng là cái thá gì ư hầu trạch sau khi nghe xong biểu hiện rất quái dị muốn cười lại muốn tức giận nếu tôi không là cái thá gì vậy cô bị trục xuất khỏi mục thị cũng chẳng tính là gì không có mục thị thì cô cho rằng cô có thể đứng trên đỉnh ma pháp được à đánh bại một thằng ăn hại như cát hùng căn bản không đại diện cho cái gì cả hầu trạch vốn muốn cho mục ninh tuyết biết khó mà lui chủ động tiếp thu trừng phạt không chừng mục ninh tuyết có cơ hội trở lại mục thị lần nữa nhưng mục ninh tuyết lại tự cho mình là đúng trực tiếp lấy ra bản lĩnh mạnh nhất của cô đi vừa nãy nói nhiều với cô như vậy cũng là chút tình nghĩa cuối cùng dưới danh nghĩa sư huynh tiếp theo thì tôi sẽ không có hạ thủ lưu tình với cô ngữ khí của hầu trạch lại tăng thêm bản lĩnh mạnh nhất ư đấu với hầu trạch thì còn lâu mới dùng tới cây cung này hiện tại mục ninh tuyết càng thêm rõ ràng một ma pháp sư trí tôn đỉnh điểm nên lột xác không ngừng mỗi một bước đi đều hiểu gian nan trong đó càng là một tầng thử thách với bản thân từ ban đầu khó mà chịu được cho đến khi tập mãi thành quen mỗi lần có được sức mạnh đều biết là không dễ dàng càng biết rõ bản thân mình không đủ lại thử lần nữa để hoàn thiện bản thân danh mông thường ra cường giả nhưng phần lớn pháp sư trí cao vô thượng đều là từ cây cỏ quật khởi tại mục thị rất nhiều lúc mục ninh tuyết gặp phải bình cảnh rất nhiều lúc mê man không nhận rõ đâu là mạnh mẽ thật sự hay là mục thị ban tặng cho mình rời mục thị hai lần đi thiên sơn để mục ninh tuyết tìm ra được phương hướng kiên quyết không rời mỗi một phần thu hoạch cùng nỗ lực thay đổi bản thân chặt chẽ không thể tách rời sức mạnh như vậy mới thuộc về mình núi cao còn có núi cao hơn thì sao gian nan hiểm trở trong quá khứ càng khiến mình càng thêm tự tin vào việc chinh phục một ngọn núi khác mà người dẫn mình tới con đường thuộc về riêng mình đó là mạc phàm mạc phàm không phải tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ hầu trạch là cường giả nằm trong tuần hoàn trên con đường của mục thị hắn là đại điện cho bản thân mình trong quá khứ kẻ địch mà hiện tại mục ninh tuyết muốn đối phó có thể nói là một mục ninh tuyết thuận buồm xuôi gió không xảy ra biến cố gì vừa hay chứng kiến xem ai mạnh hơn tranh tài hệ khác không có ý nghĩa gì lấy băng hệ ra phân cao thấp đi siêu nhiên lực băng hệ băng mạch săn hô hầu trạch cực kỳ tự tin không hề che giấu siêu nhiên lực đặc thù của mình đi chút nào có thể thấy được băng tuyền có chứa sắc thái xuất hiện ở rừng trúc cổ vô số hàn khí cấp đông bay xuống trên mặt đất bông tuyết như khoáng thạch ngưng tụ lại hiện ra sinh trưởng bất quy tắc lan tràn không quá nhiều trong rừng trúc này xuất hiện vô số băng thể săn hô săn hô khổng lồ không ít sinh trưởng trên rừng trúc cao 50, 60 m mét có chút lại nhô ra như bể đá săn hô băng lởm chởm đa dạng có thể so với một mảnh kỳ cảnh dưới biển bị chuyển tới lưng núi, hỗn tạp cùng rừng trúc, núi cùng biển khác biệt, tràn đầy rực rỡ. Dùng bản lĩnh mạnh nhất của cô đi hầu trạch lại nói lần nữa. Chỉ có dẫm nát từ kiêu của Mục Ninh Tuyết thì mới khiến cô ta hiểu được hành vi hôm nay ngu xuẩn như thế nào. Mục Ninh Tuyết nên nhận tội chịu phạt, như vậy để còn hy vọng người trong tộc cho một con đường, không công nhiên dám tới núi Mục Bàng, khiêu khích trí cao quyền uy của Mục thị. Đây chính là siêu nhiên lực băng hệ của anh sao Mục Ninh Tuyết bước tiếp. Bởi vì do sự xuất hiện của hầu trạch mà Mục Ninh Tuyết dừng lại, nhưng hiện tại Mục Ninh Tuyết tiếp tục bước tới lầu chính đều xem là sơn môn người bị đá ra khỏi sơn môn cũng rất bình thường không có thế lực nào mà không bị người tự cho mình là đúng tới khiêu khích để cho người khiêu khích tới được lầu chính đó là chứng minh không thể nghi ngờ đó là thế lực đó vô năng các hùng của giới luật đường không cách nào ngăn cản được Mục Ninh Tuyết tộc hội ngay lập tức phái hầu trạch tới đương nhiên là hầu trạch không để cho Mục Ninh Tuyết bước về phía trước cực kỳ bất mãn với dáng vẻ lãnh ngạo của Mục Ninh Tuyết Mục Ninh Tuyết cô thì tính là gì hầu trạch tôi đây còn chưa lớn tiếng nói chuyện ở Mục Thị cô bị trục xuất đi lấy đâu ra tự tin cùng kiêu ngạo đánh tới núi mục bàng thần thánh lại lấy dũng khí từ đâu để khiêu khích tôi bước thêm một bước nữa thì cô đừng hòng cầu xin nữa hầu trạch giận dữ nói tôi không phải tới để ăn xin mà tới để đòi nợ mục ninh tuyết đi theo con đường đôi mắt đẹp đẽ sáng rực lãnh tinh kia lộ ra kiên định ở venice mục ninh tuyết khóc như mưa thề muốn phá hủy hoàng triều mục thị cứ việc ngày đó đến sớm nhưng chắc chắn sẽ không lùi về sau nửa bước cô làm sao chống lại siêu nhân lực của tôi băng hô dị thiên hầu trạch kêu lớn đứng trong băng mạch san hô lởm chởm mênh mông to lớn càng nhiều băng săn hô cứng rắn khổng lồ tuôn ra từ dưới mặt đất núi săn hô càng di chuyển biến đổi tạo thành phá nát va chạm lực lượng xé rách phảng phất có thể phá hủy được một chủng tộc sinh mệnh băng mạch săn hô thiên địa sụp đổ con đường mục ninh tuyết bước đi càng như một cảnh tượng cửu tử nhất sinh núi săn hô ngã xuống băng xác trùng nứt trải qua trầm luân chi kiếp băng hà địa mạch thượng cổ cấm giới tuyết thần miệt con ngươi tỏa ra hào quang chiếu dọi tinh không óng ánh cực kỳ mênh mông mục ninh tuyết đung đưa trong bước tiến vững vàng trong thế giới băng mạch san hô vô tận một thân màu xanh đen tư thái ngạo nghế. một vòng ánh sáng như tuyết trắng trăng bạc thình linh đảo qua phía trước vòng ánh sáng đảo qua cảnh tượng băng thiên tận thế lập tức bất động phảng phất thời gian dừng lại do vòng sáng tuy nhiên chỉ dừng lại một thoáng thế giới băng mạch san hô mỹ lệ bao la đột nhiên hóa thành bụi bất kể là những núi săn hô to lớn hay là rừng săn hô không đều hay băng sắc không ngừng sản sinh ra lực lượng xé rách tất cả đều hóa thành bụi băng bụi lại làm sao có lực phá hoại đơn giản là sóng khí cuồn cuộn bay tới bầu trời bay tới phía xa xa có thể nói một ánh mắt của mục ninh tuyết có thể ép siêu nhiên lực băng hệ của hầu trạch mà đây là siêu nhiên lực băng hệ mà hầu trạch vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm giới cấm giới cấm giới tuyệt đối mọi tâm tư kiêu ngạo đến cực điểm của hầu trạch cũng theo bạch mạch săn hô hóa bụi rớt xuống đáy vực cấm giới băng hệ mục ninh tuyết vậy mà nắm giữ thiên cấp băng nguyên tố thiên cấp ban cho ma pháp sư một loại cấm giới tuyệt đối ở cấm giới tuyệt đối này ma pháp sư có mạnh mẽ tới đâu cũng đều phải tuân theo pháp quy của cấm giới tuyệt đối cấm giới tuyệt đối tuyết thần miệt pháp tắc cấm giới của mục ninh tuyết chính là miệt thị tất cả nguyên tố trong khu vực bất kể là lĩnh vực hay nguyên tố trường lực hay gia trì nguyên tố cho người khác đều sẽ hóa thành nguyên tố bụi bặm dưới cấm giới tuyệt đối của mục ninh tuyết siêu nhiên lực của hầu trạch đơn giản là mở rộng băng vật cường hãn gấp mấy lần va vào thiên chủng cấm giới của mục ninh tuyết nhất định phải tuyệt đối tuân theo pháp tắc tất cả băng vực rộng lớn hóa thành cho bụi trong nháy mắt đây chính là thiên trùng băng hệ cấm giới tuyệt đối khi còn trung gia linh trùng bởi vì mục ninh tuyết tiên thiên linh thể băng hệ mà đã có thể triển khai lực lượng lĩnh vực mà chỉ khi có được hồn trùng mới phát huy bây giờ cấm giới tuyệt đối lại cao hơn một cấp bậc mục ninh tuyết đã nắm giữ từ sớm huống hồ hiện tại mục ninh tuyết nắm giữ là thiên cấp băng chủng chính tông hầu trạch nhe răng nội tâm không cam lòng cùng tức giận biểu hiện hết lên khuôn mặt cảnh này khiến hình tượng nho nhã tuấn giật trước đó của hầu trạch triệt để thay đổi có chút xấu xí càng có chút quái dị hầu trạch làm thủ lĩnh của tất cả con cháu trong mục thị dựa vào siêu nhiên lực băng hệ triệt để lột xác đứng trong tộc hội mục thị hầu trạch phải trả giá nhiều hơn bất kỳ người nào bao gồm cả nhiều lần khốn núm mục minh tuyết dựa vào cái gì mà có được thiên cấp băng chủng nếu chọn một trong hai giữa siêu nhân lực siêu giai cùng thiên chủng tất cả mọi người đều sẽ chọn thiên chủng thiên chủng đến từ cả bên ngoài là thần vật có thể gặp nhưng không thể cầu tăng lượng lớn cho ma pháp sư dù cho không có bản lĩnh thống trị như cấm giới tuyệt đối thiên chủng có thể nghiền ép phần lớn đối thủ về phần siêu nhân lực đó là ma pháp sư trải qua khổ tu mới lột xác ra được sở trường cứ việc thế giới này có một số người nắm giữ siêu nhân lực vô địch khó giải nhưng sự tồn tại này cực kỳ đặc thù cực kỳ ít. Siêu nhân lực băng hệ đối đầu với thiên chủng băng hệ, có thể nói là phần thắng cực thấp. Chỉ là làm sao Hầu Trạch có thể chịu thua như vậy? Hiện tại Hầu Trạch đã rõ ràng lúc trước tộc hội muốn loại bỏ Mục Ninh Tuyết rồi mà bản thân mình lại không đứng lên phản đối, là lo lắng có một ngày Mục Ninh Tuyết sẽ vượt qua mình. Đảo băng, Hầu Trạch tức giận nói. Tự hồ như một đảo băng đột nhiên xuất hiện trên biển càng như cự thú màu trắng dưới biển đáng sợ xung kích lên. Nó đang di chuyển nhanh chóng về phía Mục Ninh Tuyết. Rừng trúc cao 40-50m nhưng mà đảo băng này lại ép qua như cỏ dại che kín đỉnh núi cao hơn ở núi Mục Bảng. Đòn đánh này của Hầu Trạch hoàn toàn đại diện cho tất cả phẫn nộ cùng đố kỵ. Ầm ầm ầm. Đảo băng đánh tới Mục Ninh Tuyết lùi lại mấy bước, tránh khỏi những băng nham bắn tung tóe tới. Bỗng nhiên Mục Ninh Tuyết ngừng lại, vị trí cổ tay có xương trong suốt kéo dài tới lòng bàn tay cùng cả trong không khí như cành liễu. Rất nhanh xương lạnh trong suốt ngưng tụ thành một thanh băng liễu nhận thon dài tinh tế, Mục Ninh Tuyết ném mạnh lên phía trên. Đùng. Lập tức có một tiếng nổ vang lên, ban đầu băng liễu nhận như tiên nhân kéo dài mở rộng rồi trở nên thẳng tắp cứng rắn mặt trên có xương quang lấp lánh băng liễu như kết hợp cùng cổ tay mục ninh tuyết này khiến băng liễu xương kiếm dùng càng dễ hơn đảo băng khủng bố tới trước mặt mục ninh tuyết nhanh chóng nhảy lùi lại múa phong ấn người giữa không trung xoay lưng một chạm một vệt hồ quang kinh diễm lấy mục ninh tuyết làm tâm rộng mở cắt ra băng liễu kiếm xoẹt đường vòng cung băng kiếm xương khí chảm càng thêm mạnh uy lực của chiêu kiếm này cực lớn bản thân mục ninh tuyết bởi vì phóng ra sức mạnh lớn mà nhanh chóng trượt về phía sau mà vừa hay cũng tránh được sức mạnh của đảo băng phía trước những bụi băng trước đó vương trên mặt đất lúc trước tùy ý bay vọt lên Sương khí chảm cùng mục ninh tuyết ngược chiều nhau cắt gọt đảo băng đang tiến tới đảo băng chia ra làm hai quỹ tích cũng có sự thay đổi sau khi mục ninh tuyết ngừng trượt đáp xuống một cây trúc giả thân trúc cong xuống hình thành một cái hình vòm tinh tế đỡ thân thể của mục ninh tuyết một cách nhẹ nhàng đứng trên cây trúc mục ninh tuyết không di chuyển đảo băng tách ra nhưng vẫn bay nhanh tiến tới mục ninh tuyết nhìn đảo băng màu trắng khổng lồ còn đang tới cực kỳ trấn tĩnh bỗng nhiên cây trúc giả cong tới cực hạn bắt đầu bật lại mục ninh tuyết đạp mạnh thân thể thon thả như liễu giống một thanh phi kiếm màu trắng bắn ra. Đảo băng còn đang va tới, mà Mục Ninh Tuyết lấy tốc độ cực hạn xuyên qua khe nứt đảo băng kia như chim yến qua cốc. Cây châm rơi xuống do khí lưu quá mạnh. Mái tóc búi lên trước đó thoáng chốc rối tung màu bạc như ánh sao, hơn nữa là dáng người lại thướt tha có thể nói là đẹp tới cực điểm. Chỉ có điều kiếm trong tay Mục Ninh Tuyết lại mang theo sắc khí lẫm liệt ở phần cuối khe nứt đảo băng chính là hầu trạch ngông cuồng tự đại. Hầu trạch đã nói là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mục Ninh Tuyết cũng không mềm lòng yếu dạng, mỗi người trong tộc hội lúc trước đều không thoát khỏi lưỡi kiếm báo thủ bạch kiếm tinh tế như liễu sắc bén kiên cường chạm từ bả vai tới eo phải của hầu trạch bởi là xương kiếm hầu trạch không tràn ra giọt máu nào có thể thấy vết thương trên người mà giật mình thấy rõ được phần xương càng thấy rõ xương lạnh tràn vào thân thể của hầu trạch hầu trạch đứng như tượng tuyết không nhúc nhích máu cùng bộ phận của hầu trạch vì xương lạnh tràn vào mà đông lại gương mặt kia tạm thời chưa bị đông lại nhưng cứng lại vì nghi hoặc không rõ cùng chết khiếp toa tôi bại rồi Hầu Trạch cực kỳ gian nan nói ra những chữ này. Ban đầu tự tin nói Mục Ninh Tuyết không tự lượng sức mình đến lúc này thua thê thảm, Hầu Trạch cảm nhận được khuất nhục to lớn càng cảm nhận được kinh hoàng vô cùng vô tận. Tại sao Mục Ninh Tuyết lại mạnh như vậy? Một người bị Mục thị trục xuất mất đi tài nguyên ma pháp phong phú của Mục thị, tại sao vẫn vượt qua mình được? Lẽ nào những năm tháng vừa rồi mình trả giá cùng nỗ lực còn chưa đủ nhiều ăn nói khép nép với Mục thị còn chưa đủ. Cô cô làm sao cô làm thế nào mà Hầu Trạch gian nan cầm lấy kiếm của Mục Ninh Tuyết sư khí càng tùy ý lan tràn dù vậy Hầu Trạch vẫn không buông tay mặc cho xương khí đông lại tay mình. Mục Ninh Tuyết không nói chữ nào, bình tĩnh nâng kiếm lên trên. Không phải lưỡi kiếm cắt lòng bàn tay của Hầu Trạch mà bạt kiếm kéo vỡ nát cả bàn tay Hầu Trạch. Hầu Trạch thống khổ kêu lên cứ như thế mà nát mất tay máu ngưng tụ thành băng toàn bộ xương rơi xuống đất. Gương mặt méo mó, Hầu Trạch quỳ xuống đất. Trong dư quang dãy dụ Hầu Trạch thấy gót giày màu đen của Mục Ninh Tuyết tiếp tục bước về phía chu ốc. Sứ mệnh của Hầu Trạch là ngày hôm nay ngăn Mục Ninh Tuyết đi tới lầu chính. Nhưng Hầu Trạch không làm được đã từng có lúc mục ninh tuyết trong mắt hầu trạch là một tiểu sư muội có dung mạo tuyệt sắc tính tình thiên lạnh nhưng cũng không phải là không thể thưởng thức nhưng hôm nay hầu trạch lĩnh giáo bộ mặt thật của tiểu sư muội này đó là tàn khốc cùng cực kỳ mạnh mẽ tương xứng với tính cách giả như mục thị không trục xuất mục ninh tuyết mục ninh tuyết sẽ đứng ở vị trí thống trị cao nhất của mục thị bởi vì mọi khí chất đều tàn khốc vô tình mạnh mẽ của mục ninh tuyết quá tương tự với tầng cao nhất trong mục thị hầu trạch co quắp ở đó thậm chí qua một lúc nhưng các pháp sư dưới luật kia không dám tới trị liệu cho hầu trạch pháp sư giới luật mục thị được người bên ngoài cực kỳ sùng kính cũng như lính tôn tướng cua đáng thương cũng chỉ dám quanh quẩn quanh long hồ chi tranh khi chàng của mục ninh tuyết mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy mình mới là kẻ xâm lấn vô tri ngu xuẩn còn mục ninh tuyết mới là chủ nhân không gì địch lại nổi của nơi này tộc hội mục thị mỗi một lần tổ chức đều rất trang trọng cùng nghiêm túc tất cả thành viên đều phải tôn dùng tất cả nghi thức của tộc hội người không có tư cách bước vào tộc hội không có sự vụ thì đều phải chờ ở ngoài cửa tộc hội mở ra các thành viên trong tộc hội đều là hoàn toàn đóng kín không thể liên lạc với bên ngoài càng không thể bắt đầu từ 1 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều, tộc hội hàng tháng mới kết thúc. Khi cánh cửa tộc hội mở ra, những nhân tài cùng cả gia tộc sẽ chung một hơi thở đi hỏi thăm đại diện tộc hội của bọn họ. Có được phân chia nhiều tài nguyên hơn không có giữ được chức vị đã làm nhiều năm không có bị trách phạt vì tháng trước sai lầm hay không. Cho nên vẫn nói Mục thị vẫn luôn được gọi là hoàng triều băng hệ trong nước, tộc hội của bọn họ cũng giống như lâm triều của đại vậy. Tắm rửa thay đồ chuẩn bị ngôn luận, cẩn thận từng tí một tranh giành quyền lợi. Nhưng tộc hội ngày hôm nay còn chưa bắt đầu. Tất cả thành viên trong tộc hội đều dùng cơm ở nhà lớn tộc hội chuẩn bị cho lên chiều ban trưa. Cái gì Mục Ninh Tuyết đã đánh tới lầu chính Mục Thanh Loan vừa nghe thủ hạ báo cáo giận tím mặt. Mục Thanh Loan là một trong những trưởng lão của tộc hội, chủ quản toàn bộ nội vụ trong mục thị. Sắp xếp, quản thúc trừng phạt những con em trẻ tuổi trong mục thị cũng là đều qua một mình Mục Thanh Loan nói là được. Lúc trước người đưa ra quyết định trục xuất Mục Ninh Tuyết cũng là Mục Thanh Loan. Basi là thủ hạ của Mục Thanh Loan, là hắn chọn chúng Mục Ninh Tuyết từ bác thành, sau đó đề cử Mục Ninh Tuyết cho Mục Thanh Loan. Mục Thanh Loan cảm thấy Mục Ninh Tuyết cảm thấy có hy vọng để Mục Ninh Tuyết trở thành thủ lĩnh của một nhóm con cháu, lúc đó Mục Ninh Tuyết như là một hòn học quý trên tay, là người được tất cả mọi người ước ao. Nhưng Mục Thanh Loan nói phải loại bỏ Mục Ninh Tuyết, thậm chí cướp đoạt tu vi của Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết cũng không thể phản kháng, tất cả mọi người cũng phải nghe theo. Mời Mục Trác Vân tối núi Mục Bàng cũng là chú ý của Mục Thanh Loan. Chỉ là tất cả đã nằm ngoài dự liệu của Mục Thanh Loan. Đầu tiên là tu vi của Mục Ninh Tuyết không bị phế bỏ, thứ hai hiện tại Mục Ninh Tuyết cũng không chịu đòn nhận tội. Tiếp thu về Mục thị cuối cùng mục ninh tuyết không bị chế phục ở sơn môn mà đánh thẳng tới lầu chính đi vào lầu chính sâu hơn một chút vậy thì đó là nhà lớn tộc hội nếu như thật sự mục ninh tuyết đánh tới nhà lớn tộc hội sợ là tộc trưởng sẽ trách mắng mục thanh loan một trận như vậy quyền lên tiếng trong tộc hội lần này sẽ giảm xuống quan trọng nhất là núi mục bàng to lớn dưới tay mục thanh loan lại có nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ không ngăn được một mục ninh tuyết nho nhỏ hay sao nếu vậy chẳng phải mục thanh loan sẽ bị toàn bộ mục thị cười cho dụng răng mất hết mặt mũi thực sự là nuôi con chó hầu trạch này quá phí ngay cả cắn người cũng không biết mục thanh loan mắng xem ra lần này mục ninh tuyết thật sự điên rồi lại dám động thủ ở núi mục bàng hừ để em xem lần này ai dám đảm bảo cho cô ta mục ẩn phượng nói như năm gần đây không có ra tay với mục ninh tuyết cũng vì học phủ chi tranh mục ninh tuyết là mục thị cùng cao tầng quốc nội lại chặt chẽ không thể tách rời trong tộc hội lại có một ít lão trưởng bối bọn họ khá là vừa ý với danh vọng cấp thế giới lo lắng giới luật mục thị bên này quá cứng rắn sẽ vào miệng lưỡi người khác vì thế mà chuyện bên này mới gác lại ít năm mục thanh loan cùng mục ẩn phượng không có trực tiếp ra tay với mục ninh tuyết mà là dùng cách khác để chèn ép mục ninh tuyết Trước mắt là học phủ chi tranh đã kết thúc được một thời gian dài rồi, học phủ chi tranh mùa mới sắp bắt đầu. Tiếng tâm của Mục Ninh Tuyết giảm xuống, Mục thị bọn họ cũng nên tính toán món nợ này với Mục Ninh Tuyết cho rõ ràng rồi. Yên tâm, lần này cô ta tùy ý làm bậy như vậy, phế bỏ cô ta ngay tại chỗ, anh cũng có cách nói với những người trên tộc hội Mục Thanh Loan nói. Basi để lại mầm họa lúc trước vẫn là đến tay mình xử lý. Đáng tiếc khi phải phế bỏ cô ta, cô ta có dung mạo đẹp mà một số tên đàn ông ngu ngốc lại thích cái vẻ giả vờ thanh cao của cô ta Mục ẩn Phượng nói. Em gái à, Tộc hội hàng tháng là chuyện trọng đại, nếu hôm nay cô ta chọn đánh tới sợ là náo động tộc hội dù như nào em cũng phải bắt cô ta ở. Công viên lầu chính đến lúc đó thì em muốn xử lý cô ta như nào cũng được Mục Thanh Loan nói với Mục Ẩn Phượng. Hư lại bảo em làm công việc bẩn thỉu mệt người này, cuối cùng anh lại ở trong tộc hội sung sướng Mục Ẩn Phượng có chút bất mãn nói. Không phải em xem trọng tiểu nha đầu Nam Vinh Nghê kia sao, lần này em giải quyết Mục Ninh Tuyết giúp anh, vậy thì anh sẽ sắp xếp để Nam Vinh Nghê tranh cử thành viên tộc hội kế tiếp Mục Thanh Loan nói. Cái này thì còn tạm được Mục Ẩn Phượng gật đầu thỏa mãn kỳ thực mục thanh loan không đồng ý cái này mục ẩn phượng cũng dự định thu dọn mục ninh tuyết có vài nữ nhân nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế tộc bẩn thỉu xấu xa phảng phất trong tộc ngoại trừ mục ninh tuyết ra thì không còn ai khác cái tên mục ninh tuyết này mục ẩn phượng đã nghe tới mức bực bội con gái của người phụ nữ kia quả là thứ khiến người ta không thể bớt lo được nhưng nếu mục ẩn phượng đã phế bỏ mẹ của mục ninh tuyết đến nam phong sơn giã phế bỏ mục ninh tuyết cũng là một chuyện rõ ràng nam vinh nghỉ cô muốn tới lầu chính một chuyến không mục ẩn phượng hỏi được con vừa nghe nói đình dĩnh bị đánh cho trọng thương trên mặt đều là máu nam vinh nghe gật đầu nói ta mà đã ra tay thì không có chuyện phế bỏ tu vi đơn giản như vây múc ẩn phượng cười đắc ý đang lo không có lý do thích hợp để ra tay nặng với mục ninh tuyết hiện tại mục ninh tuyết tự dâng tới cửa còn phá hoại thiết luật của mục thị không có những lão giả thuyết tam đạo tư bảo thủ trong tộc hội bản thân mình cuối cùng cũng coi như là thư thái rồi lầu chính do hơn 20 cung điện to nhỏ tạo thành nhìn từ bên ngoài như xuyên qua lãnh địa của đế vương cổ đại nhưng bên trong có thang máy cửa sổ sát đất các thiết bị sửa dưới đá cẩm thạch mỗi một đèn trang trí đều vô cùng đắt một bức tranh một câu đối đều là vật phi phạm xung quanh lầu chính có đấu trường cho các đệ tử dùng những đấu trường này được lát cỏ chỉnh đốn tới mức rất chỉnh tề phía trên còn có ít tuyết rơi tô điểm sân bãi khi mục ninh tuyết đi vào lầu chính có một con đường khác mở ra đèn màu chỉ dẫn phía trên giống như ánh sáng kim cương lộng lẫy trước đây khi mục thị có những trận quyết đấu mang trọng lượng nào đó mới mở ra con đường đặc thù này để khách mời trực tiếp đi tới đấu trường núi mục bàng chiến trường bàng phong lần này hiển nhiên không đón tiếp khách quý nào mà để mục ninh tuyết trực tiếp tới chiến trường bàng phong hiển nhiên là có người đã ở đó chờ sẵn chiến trường bàng phong cách lầu chính rất gần ở lầu chính còn thấy cận cảnh tình hình đấu trường liếc mắt đường dẫn tới đấu trường mục ninh tuyết không do dự trực tiếp bước lên mặc kệ là ai ở đó mục ninh tuyết đều sẽ đánh bại thuyết tam đạo tứ chỉ chi mình nói này nói nọ nói xấu người khác đi tới bàng phong nơi này đã cao như tuyết rơi không thấy mây trên trời cao toàn bộ mờ mịt vô số tuyết rơi xuống như cát trắng có một cô gái đã đứng ở đấu trường bằng phong trên người mặc trường bào màu ngọc bích phú quý hào hoa áo gió ngắn buộc vào mũ trùng lông người này chính là mục ẩn phượng đang đứng đây chờ mục minh tuyết màu tóc của mục ninh tuyết là màu trắng bạc mặc cho tuyết rơi xuống cũng sẽ không hài hòa trái lại lộ ra một ít trong suốt con cháu mục thị trải rộng toàn quốc bất kể là tư chất tiên thiên hay hậu thiên nỗ lực đều không theo mưu ẩn phượng đi lại giày theo cổ hoa dẫm lên tuyết hình thành vết chân ông vậy mục ninh tuyết cô lại lấy đâu ra cảm giác là bản thân độc nhất vô nhị hú chi cô lại cảm thấy thiên phú tiên thiên của mình rất mạnh sao ngữ khí của mục ẩn phượng tăng lên từng chút trên thế giới này số người có thiên phú tiên thiên đúng là khá ít nhưng thiên phú này cũng chia ra mạnh yếu băng phượng nữ thiên phú tiên thiên xếp hạng hai mục ninh tuyết bình tĩnh nói mục ẩn phượng cùng mục phi loan đều nắm giữ thiên phú tiên thiên băng hệ mạnh nhất thuần túy nhất bọn họ là pháp sư có thiên phú băng hệ mạnh mẽ nhất không thể thay thế đây cũng là vì sao tu vi của cả hai còn chưa đứng đầu trong siêu giai nhưng vẫn cứ nắm giữ địa vị thống trị trong mục thị hiện tại mục thị xem trọng thiên phú tuyệt thế của bọn họ băng loan cùng băng phượng pháp sư cùng cấp gặp phải bọn họ còn chưa kịp tung chiêu đã thua trận. Hai người này đều ngậm thìa vàng lớn lên, trời sinh băng hệ mạnh mẽ có thể làm bất kỳ người nào cũng phải ngước nhìn. Cũng bởi vậy những năm gần đây Mục Ẩn Phượng chưa từng thua pháp sư băng hệ nào. Dù cho là một ít cổ lão thế gian nước ngoài, pháp sư băng hệ của bọn họ vẫn không đỡ được một đòn của Mục Ẩn Phượng. Mục Ninh Tuyết có thể đánh bại hầu trạch Mục Ẩn Phượng cũng không cảm thấy quá giật mình. Bản thân Mục Ninh Tuyết có trời sinh linh chủng để các pháp sư băng hệ khác không thể chống đỡ, hầu trạch không có thứ gì. Nhưng ở trước mặt Mục Ẩn Phượng thì hoàn toàn khác thiên phú tiên thiên của mục ẩn phượng ông ngoài trừ kém xa tần vũ nhi đã mất thì đời này không ai mạnh hơn mục ẩn phượng trận quyết đấu này nhất định không cần đoán kết quả rất nhiều chuyện cũ năm xưa tôi nghĩ cô còn không hiểu rất rõ vừa hay hôm nay tôi có nhiều thời gian có thể chậm rãi nói với cô đặc biệt là về mẹ của cô mục ẩn phượng mang theo ý cười tình huống cũng tương tự năm đó mẹ của cô không tự lượng sức mình tới đây thách đấu băng phượng tôi đây kết quả sau khi bị tôi làm cho nhục nhã một phen bị quăng tới sơn giã phía nam hậm hực mà chết đi bây giờ cô lại tới nơi này mục ẩn phượng vẫn cứ đi qua đi lại thậm chí còn không để ý tới mục ninh tuyết vừa đi vừa nói cũng có lúc tôi thông cảm với cô có một người mẹ vô dụng như vậy tôi có thể tưởng tượng được người phụ nữ đó không cam lòng như nào lại muốn trở lại núi mục bảng như nào nhưng tiếc là cô ta đã trở thành một kẻ tàn phế chỉ có thể đẩy trách nhiệm lên người cô càng nặng nề khiến cô trở nên mạnh mẽ để cô đoạt lại thứ cô ta làm mất bản thân cô ta không đoạt lại được cô lại càng không làm được ở mục thị này không có nữ nhân nào đứng về phía đối lập với tôi năm đó cũng coi như là hạ thủ lưu tình với mấy người lần này đủ để mục ninh tuyết cô chết hơn trăm lần rồi nói xong thì sau lưng mục ẩn phượng đột nhiên xuất hiện đôi cánh bạc thon dài ngưng tụ từ băng vũ từ một người nhìn qua yếu đuối mỏng manh đã biến thành khí thế mãnh liệt như nữ quân vương chỉ có điều là biến ảo trong nháy mắt lúc nói chuyện thì vẻ mặt của mục ẩn phượng đều toát lên vẻ khinh bỉ hiện tại tất cả đều là sát ý thậm chí là có một nguồn ngâm nga vô hình bỗng nổ tung trong đầu đầu trong váng hoa mắt băng chủy thấu xương lúc này mục ẩn phượng không giống pháp sư nhân loại như phượng quân lúc nào cũng có thể bay lượn cửu thiên tư thế dẫn giữ mâu sát phạt liên miên mười mục ninh tuyết che lại huyệt thái dương của mình tiếng phượng hót sắc bén trong đầu làm cho mục ninh tuyết thống khổ không chịu được mục ẩn phượng đã triển khai cánh bạc đánh tới phượng là bá chủ khâu trung mạnh mẽ hơn ưng mục ninh tuyết yếu đuối như thỏ bay tới chém giết này cực kỳ chí mạng xí băng ngân tinh tốc độ mục ẩn phượng nhanh như một tia sáng màu bạc tới trước mặt mục ninh tuyết băng xí có chứa vũ tiêm sắc bén rộng mở phiến kích gió mạnh quạt đi băng xương thấu xương đáng sợ trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi nửa cây số mục ninh tuyết gặp phải công kích tinh thần chỉ có thể lui về sau nhưng cánh băng xương thấu xương này lại triển khai ra phạm vi kinh người mục ninh tuyết lợi dụng phong ấn linh ảnh đều không thoát ra khỏi phạm vi năng lực của mục ẩn phượng thiên phượng tán vũ mục ẩn phượng lập tức bay lên cao bóng người cực kỳ nhỏ bé nhưng cánh phượng màu bạc hoa lệ kinh diễm vẫn cực kỳ rõ ràng như cũ rất nhiều cánh bạc của mục ẩn phượng bay lượn nhất thời lông vũ sắc bén màu bạc đầy trời hạ xuống quá trình lông vũ màu bạc dưới màn trời lưu lại quang ngấn màu bạc tựa hồ như mưa tơ màu trắng mục ninh tuyết căn bản không có cơ hội thở lấy hơi những lông vũ sắc bén rơi đầy trời là từng thanh lợi khí giết người không chỉ dễ dàng cắt đá thành lỗ thủng mà càng tạo thành vô số đinh băng xung quanh mục ninh tuyết đinh băng làm cho mục ninh tuyết không chỗ nào đặt chân được đành phải bay lên không trung phong chi dực cung cấp một tầng thuẫn khí bảo vệ cho mục ninh tuyết như lông vũ sắc bén văng ra tạo thành âm thanh như kim loại cút xuống cho ta ngươi chỉ xứng bò dưới đất mục ẩn phượng hé miệng trong miệng phát ra tiếng hót vang vọng phía chân trời lại là phượng ngâm nó đánh thẳng vào đầu trùng kích thế giới tinh thần của mục ninh tuyết phong chi dực khi tinh thần bị trùng kích thì tản đi mục ninh tuyết hạ xuống từ độ cao trăm mét phía dưới mục ninh tuyết chính là giường đinh do những lông vũ sắc bén phủ kín nếu chúng nhất định thân thể sẽ bị đâm mười mấy, mấy lỗ máu thời khắc mấu chốt nhẫn trong tay mục ninh tuyết lóe lên hào quang màu xanh lam một tầng kết giới nước đặc thù mềm mại như khí cầu ôm chọn lấy mục ninh tuyết không chỉ là đệm giúp mục ninh tuyết không đau khi rơi xuống đề tma còn ngăn cách như đinh băng lông vũ sắc bén không hổ danh là cô cô nhanh như vậy đã ép cô ta dùng tới nhẫn vernis nam vinh nghe đứng xa xa nụ cười tràn trề ấm áp mục ninh tuyết có được chiếc nhẫn vernis đặc biệt nhất ở học phủ chi tranh Hầu như trở thành lá bùa hộ mệnh lúc then chốt Nam Vinh Nghê biết rõ tồn tại của món bảo vật này. Vừa mới giao thủ mà Mục Ninh Tuyết đã mất đi ma khí bảo mệnh, lần tới Mục Ninh Tuyết sẽ không còn bình an vô sự nữa. Ninh Tuyết cô nói là không thích màu đỏ lắm nhưng sợ là hôm nay cô sẽ phải mặc bộ đồ đỏ tươi như vậy luôn có người nói cô trời sinh quyến rũ mặc cái gì cũng đẹp nghĩ tới cái này cũng như thế chứ Nam Vinh Nghê dùng ngôn từ khiêu khích Mục Ninh Tuyết. Nam Vinh Nghê thông minh hơn Mục Đình Dinh ĐO là vì xưa nay Nam Vinh Nghê không tự cho mình có cảm giác hài lòng là đánh được Mục Ninh Tuyết. Mục Bình Dĩnh lòng dạ hẹp hòi lại tự nhận có tâm tư đơn thuần đần độn đi đối kháng chính diện Mục Ninh Tuyết kết quả là trọng thương cực kỳ thê thảm. Nam Vinh Nghê sẽ không làm như vậy. Nam Vinh Nghê biết rất rõ thực lực Mục Ninh Tuyết sở hữu Phàm Tuyết Sơn thì không thể không có khả năng chưa tới siêu dài. Lựa chọn đồng đội tốt khi nào nên trốn sau lưng cường giả thì nên trốn. Mục Ninh Tuyết có lợi hại đến đâu thì Nam Vinh Nghê chỉ cần nói vài câu êm tai cùng chưa chọc với Mục Ẩn Phượng là có thể xử lý được. Trên thế giới này có nhiều cường giả như vậy, Mục Ninh Tuyết có thể dễ dàng đánh bại Mục Bình Dĩnh thì sao? đánh trọng thương cát hùng cùng hầu trạch thì thế nào có thể mạnh hơn được mục ẩn phượng là một trong trí cường của mục thị à năm đó ở venice mục phi loan đồng ý cho mình thừa kế băng tinh sắc cung nhưng tiếc là để cho mục ninh tuyết chạy trốn hiện tại mục ninh tuyết tự đi tới cửa chờ mục ẩn phượng bắt được mục ninh tuyết thứ nên thuộc về mình cũng sẽ là của mình nam vinh nghê sẽ là người thắng trận cuối cùng vì thế mục ninh tuyết phong hoa tuyệt đại trước đó bao nhiêu được chú ý bao nhiêu ở học phủ chi tranh có sắc sỡ lóa mắt bao nhiêu thì đều không có ý nghĩa gì cả Nam Vinh Nghê đã thiết lập một cái tử cục cho Mục Ninh Tuyết máu Mục Ninh Tuyết sẽ nhuộm vạt áo, xấu xí buồn nôn thê thảm ngã trước mặt mình. Nhẫn Vernis xác thực mạnh mẽ ngay cả Mục Ẩn Phượng tấn công cũng không thể loại bỏ nó. Điều này để cho Mục Ninh Tuyết có thời gian thở lấy hơi. Sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù trời sinh thể chất băng thể nhưng đối mặt với băng sát cường đại của Mục Ẩn Phượng thì toàn thân rét run như là có dùi nhọn đâm toàn thân. Thở một hơi, hơi thở đều sắp biến thành khí băng màu trắng. Cấm giới tuyệt đối, Tuyết thần miệt. Hai mắt Mục Ninh Tuyết tỏa ra ánh sáng chói lóa xa hoa, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, có thể thấy được nguyệt ngân mãn hoàn cực tốc mở ra. Lông vũ sắc bén khắp nơi cùng băng xương thấu xương như đụng phải phá hủy tuyệt đối, toàn bộ hóa thành bụi màu trắng. Cấm giới tuyệt đối, ngay cả lực lượng băng hệ của Mục Ẩn Phượng cũng phải tuân theo quy tắc nơi này. Rất nhanh tất cả thế tấn công của Mục Ẩn Phượng đều bị tuyết thần miệt của Mục Ninh Tuyết làm cho tan ra bụi bặm trong suốt đầy trời theo cùng phong cuốn thành thiên sa mỹ lệ. Ta đã nói băng hệ của hầu trạch làm sao mà bị hậu bối vượt qua, hóa ra là do thiên trùng cấm giới Mục Ẩn Phượng thấy thế tấn công của mình không có tác dụng, trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc thiên trùng cấm giới dù cho tu vi hầu trạch cao hơn mục ninh tuyết một đoạn đều sẽ bị áp chế gắt gao rất tốt tuổi như vậy mà đã có cấm giới tuyệt doinhng ngươi có biết là bản thân đã tung vương bài ra rất sớm vậy khó mờ ép giành được thắng lợi sau cùng không mục ẩn phương không sốt ruột chút nào thậm chí mục ẩn phượng không dùng ma pháp băng hệ nữa chỉ là vung băng ngân chi rực nhiều tầng của mình lượn quanh bầu trời mục ẩn phượng không phải là những pháp sư siêu giai bình thường kia càng có kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch có cấp bậc như vậy cấm giới tuyệt đối có thể mang tới cho người dùng một trạng thái tuyệt đối cường thịnh trừ khi là thực lực có thể nghiền ép vài cấp độ không phải vậy thì chẳng có ai ngu đi chơi trò cứng đối cứng với một pháp sư có cấm giới tuyệt đối mục ẩn phượng không ngại để mục ninh tuyết thở lấy hơi một lúc thậm chí là mục ẩn phượng dùng ma pháp hệ khác phản kích để mục ninh tuyết cảm thấy không dễ chịu mục ẩn phượng muốn làm đó là đợi cấm giới tuyệt đối kết thúc cấm giới tuyệt đối không thể kéo dài cái này sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần của ma pháp sư một khi tinh thần chịu gánh nặng ma pháp sư siêu giai còn không nối được tinh đồ tinh quỹ đối thủ như vậy thì có gì mà phải sợ hãi đáng tiếc là ở khoảng cách này mục ẩn phượng không dùng được phượng ngâm không phải vậy thì dù cho mục ninh tuyết ở trong cấm giới tuyệt đối cũng không chiếm được thế thượng phong mục ninh tuyết ngẩng đầu lên thấy mục ẩn phượng bay lượn trên không không thể không nói phượng băng quá mức hung hăng trong quá khứ người có thiên phú băng hệ như mục ninh tuyết đối mặt với đối thủ mạnh mẽ thì thường có thể kéo dài thời gian làm cho băng xương thẩm thấu kéo dài làm mạnh mẽ khi toàn bộ chiến trường bị băng xương bao trùm thì không ai có thể chống lại mình nhưng đối mặt với mục ẩn phượng thì lại hoàn toàn ngược lại mục ẩn phượng mới là người điều khiển thời gian thiên cấp băng chủng của mình yếu thế hơn băng phượng một khi để mục ẩn phượng giải băng phượng khắp cả thiên địa băng phong thiên lý bị kiềm chế người bị đông cứng lại sẽ là mình mà luận về tu vi thì mục ẩn phượng còn hơn mình cả một cấp phần khống chế không có chút phần thắng nào đầu tiên nhẫn vân chịu một hồi sau đó lại nhờ tới cấm giới tuyệt đối đánh đuổi mục ẩn phượng đơn thuần chỉ dựa vào sức mình so với người tầng thứ này có sự chênh lệch cực lớn chỉ có như vậy mục ninh tuyết lẩm bẩm những lời mục ẩn phượng nói trước đó mục ninh tuyết căn bản không nghe lọt nửa chữ huống hồ mẹ của mục ninh tuyết còn lâu mới không chịu nổi như lời mục ẩn phượng nói xác thực lúc nhỏ mục ninh tuyết có ghi hận không hiểu tại sao một ít ân oán của mẹ lại đổ lên người mình tu luyện thật khổ cực trời sinh linh thể cùng nuôi vật thờ kia rất dần vặt nhưng sau khi trưởng thành mục ninh tuyết hiểu ra một chuyện quan trọng xuất thân trong một hoàn cảnh như vậy nhỏ yếu tức là nô lệ mẹ không muốn mình báo thù cũng không phải muốn đoạt lại thứ đã mất kia mà mẹ là người biết rõ bộ mặt của mục thị như nào rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ cướp thứ của mình như cách mà đã cướp của mẹ. Mẹ mình không hy vọng chuyện như vậy sẽ xảy ra với Minh Mi biết rõ phần khuất nhục kia, phần bất đắc dĩ kia, phần thống khổ kia và phần tuyệt vọng kia. Mẹ muốn mình tu luyện, muốn mình thừa kế băng tinh sát cung là hy vọng mình trở nên mạnh mẽ cường đại tới mức có thể đưa ra lựa chọn. Cường đại tới mức tao ngộ bất công thì có năng lực phản kháng mà không phải mặc người sâu xé như mẹ năm đó. Vẫn là mẹ hiểu rõ từ đầu tới cuối, sẽ có một ngày mình đứng phía đối lập với mục thị so với mất đi tất cả bao gồm tất cả tôn nghiêm ngồi trên mặt đất khóc không thành tiếng năm đó khổ tu cùng dần vật mang tới thống khổ không tính là gì cả mục ninh tuyết không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ mình chỉ nhớ rõ là mẹ nghiêm khắc mẹ lo lắng và cả khi mẹ rít gào mà những thứ này không phải mẹ không yêu thương mình mẹ tình nguyện biến thành người để con gái ghi hận cũng phải đổi lấy ngày hôm nay phá tan tất cả gông xiềng ràng buộc lấy lại tự do này băng tinh sát cung một tiếng ngâm nga một sợi tóc ngân tuyết của mục ninh tuyết bay lượn trong thế giới màu trắng tinh mơ này phượng cao quý biết bao dương cánh tường thiên thánh quang thắng thiên mang mà mục ninh tuyết nắm ma cung do tuyết óng ánh tạo thành triệt để hóa thành vang kiri có can đảm chém giết hoàng quyền thần thánh này thân như liễu mềm như khí thôn sơn hà. cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh ngọc hương review truyện tranh thuyết minh của em nha và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye